từ khán giả có tên là Thảo Văn Báo có hỏi là có thể dùng mùn cưa để làm đệm lót sinh học cho gà hay không? Vâng, thưa khán giả, chuyên gia đã tư vấn cho khán giả như sau. Vâng, cái hiện tượng tức là dùng cái mùn cưa nên làm đệm lót sinh học tôi thấy hoàn toàn rất tốt. Vì trong thực tế thì người ta có thể dùng mùn cưa mà có thể dùng cái sơ dừa hoặc là người ta có thể dùng chẫu để làm cái đệm lót sinh học. Nhưng cái quan trọng nhất ấy là vẫn phải mua được cái men để mà làm cái đệm lót sinh học đó và thực hiện theo đúng chỉ dẫn ở trong cái hướng dẫn của nhà sản xuất thì như vậy tôi sẽ đem lại hiệu quả tốt. Khán giả Lê Dung cũng có hỏi là nuôi gà được 4 tháng 15 ngày, màu gà lên chậm nhưng mà chưa có hiện tượng phát dục, hỏi nguyên nhân và cách khắc phục như thế nào. Vâng, thưa khán giả, mời khán giả cùng theo dõi câu trả lời của chuyên gia. Vâng, xin chào khán giả. Tôi nghĩ rằng là đây cái hiện tượng mà gà nó chậm phát dục, tức là cái màu nó chưa thực sự phát triển lắm. Thì tôi nghĩ rằng ở đây nó vấn đề là thiếu khoáng chất vitamin cho nên ông chậm quá trình hình thành. Theo tôi ấy, là nên dùng cái chất điện giải glucose hòa với vitamin tổng hợp đấy, cho nó uống thay nước liên tục trong vòng 3 ngày và sau đó thì bổ sung cái men tiêu hóa rồi vitamin ADE rồi vitamin B complex và khoáng chất premix vào trong thức ăn cho gà ăn liên tục khoảng 1 tháng thì tôi nghĩ rằng là với đầy đủ các cái khoáng chất vitamin thì gà nó sẽ phát triển tốt hơn. Đấy, thì nó sẽ làm cho cái màu nó sẽ phát triển tốt hơn và như vậy sẽ thuận lợi cho cái quá trình mà bán sản phẩm trong cái kỳ nghỉ Tết sắp tới.